Rồi, chào tất cả các bạn, mình tên là Hiếu, founder của lớp học thầy Hiếu. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mệnh đề quan hệ rút gọn. Thì đây là một cái dạng complex sandstone, đó là cổ phức. Chúng ta sẽ tăng được cái điểm ngữ pháp lên bên 6.5 trở lên nha các bạn. Thì ở đây mình có hai cái lưu ý để chúng ta áp dụng mệnh đề quan hệ, đó là nghĩa của câu văn của dạng mệnh đề quan hệ rút gọn sẽ tương tự như mệnh đề quan hệ. Nhưng cấu trúc ngữ pháp nó sẽ có một chút khác. Thì lưu ý thì chúng ta sẽ chỉ áp dụng rút gọn mệnh đề quan hệ đối với các trường hợp có who, which hoặc that. Thì ở đây ta có một cái công thức. Chúng ta sẽ có một công thức mà chúng ta thường áp dụng đối với mệnh đề quan hệ. Công thức. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công thức vật in. Ta sẽ áp dụng cho active, đó là chủ động. Còn đối với bị động thì ta sẽ dùng V3 ED. Bị động thì chúng ta sẽ dùng V3 ED. Còn trường hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ có là to V0 hoặc là to V3 ED. Thì đối với to V3 ID thì ta sẽ áp dụng cho bị động. Còn to V0 thì ta sẽ áp dụng cho chủ động. Thì cái to V hoặc là to V3 ID thì mình sẽ làm một clip sau ha. Hôm nay mình sẽ tập trung vào cái việc đó là chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là vật in và V3 ID. Rồi, ta có một cái công thức đầu tiên ta sẽ đi sâu vào công thức, đó là rút gọn mệnh đề quan hệ. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách sử dụng vật in áp dụng cho active chủ động. Chúng ta sẽ áp dụng cho chủ động. Rồi, ta có cái công thức của mệnh đề quan hệ, đó là ta sẽ dùng cho công thức của mệnh đề quan hệ. Thì chúng ta cũng đã học mệnh đề quan hệ rồi, thì mình nhắc lại mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ ta có là N người, danh từ chỉ người. Rồi ở đây ta sẽ có là who hoặc that. Rồi ở đây ta sẽ có V. Thì cái V ở đây á, cái V ở đây nè, cái V này thì có thể là gì? Thì hiện tại đơn ha, hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn. Diễn hoặc là quá khứ đơn. Hoặc là quá khứ đơn. Rồi, ta có danh từ chỉ người who hoặc that thì ta có là gì? Ta sẽ dùng V, đây là V hiện tại đơn. Hiện tại tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn nha. Thì cái động từ ở đây á, nó sẽ không phân biệt đó là động từ thường hay là động từ to be. Động từ thường và động từ to be thì chúng ta có thể rút gọn được bằng cách sử dụng vật in. Đây là công thức của mệnh đề quan hệ. Rồi, từ đây ta sẽ suy ra công thức rút gọn mệnh đề quan hệ, đó là ta sẽ có cái công thức rút gọn mệnh đề quan hệ. Thì ta sẽ có là danh từ chỉ người, n người, ta sẽ bỏ who với that nha các bạn, ta bỏ who với that, ta bỏ who và that. Và động từ ở đây, cái động từ này nè, động từ này ta sẽ chuyển về động từ nguyên mẫu và chúng ta sẽ thêm in, thì nó sẽ ra mệnh đề quan hệ. Như vậy ta có một cái công thức mệnh đề quan hệ nó khá là đơn giản bằng cách sử dụng vật in, đó là đối với chủ động. Rồi, mình có một cái ví dụ như sau. Ví dụ mình có một cái ví dụ cho các bạn hiểu đi.
Tôi có một người bạn, I have a friend. Tôi có một người bạn nói tiếng Anh rất là giỏi, speak English very well. Thì trong câu này là mệnh đề quan hệ. Thì mình thấy là ở đây là có cái ví dụ này, mình thấy đây là a fan này là danh từ gì đây? Đây là người ha, danh từ chỉ người. Đây là danh từ chỉ người. Rồi, ta đã có động từ. Động từ ở đây là động từ chia ở hiện tại đơn, đó là speak thêm s ở ngôi thứ ba số x, được chưa? Ở đây là v hiện tại đơn. V đây là v hiện tại đơn. Đây là v này là v ở hiện tại đơn. Rồi chúng ta sẽ chuyển thành mệnh đề quan hệ. Chúng ta sẽ chuyển thành mệnh đề quan hệ bằng cách là chúng ta sẽ chuyển cái động từ speak này về v0. Thì ta có một cái câu văn như sau: I have a fan. Rồi, ta bỏ who với that mà theo cái công thức là danh từ chỉ người cộng vật in, thì ta sẽ có là speak. Speak là động từ ở dạng nguyên mẫu, đó là v0, thì ta nhiệm vụ của chúng ta là chỉ việc là thêm v0 vào. Nhiệm vụ của chúng ta xin lỗi mọi người. Chúng ta sẽ thêm in vào đây speaking English well. Ở đây là mình đã rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng ở đây, thì ta có là gì, mình sẽ chú ý đến cái này đó, cũng khá là dễ, cũng khá là đơn giản đối với cái việc chúng ta sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ để chúng ta đa dạng được ngữ pháp và tăng được cái điểm ngữ pháp trong IELTS writing. Rồi mình có thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ mình nói là số người nhiễm COVID đi tại thành phố Hồ Chí Minh đi, the number of people in Hồ Chí Minh City, who hoặc là that, who hoặc that, đây là nhiễm COVID là get infected with corona virus is rising rapidly. Đây mình cũng sẽ câu này ta có mình đều quan hệ danh từ chỉ người, đó là people, đây là danh từ chỉ người, và động từ ở đây là gì, get infected, ở đây ta có cái động từ đó là động từ get chia ở hiện tại đơn. Thì các bạn sẽ viết lại câu này, chúng ta sẽ bỏ who hoặc that, thì chúng ta chỉ việc là chuyển get thành v0 và chúng ta sẽ thêm in vào đây. Thì mình sẽ viết lại câu này, mình bỏ cái này đi ha, get ở đây chúng ta sẽ double lên getting, như vậy là nó thành mình đều quan hệ rút gọn, cũng khá là đơn giản đối với việc chúng ta áp dụng sử dụng vật in cho thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và quá khứ đơn ở dạng nó là dạng chủ động nha các bạn, dạng chủ động thì chúng ta mới áp dụng được. Rồi mình có thêm một cái câu nữa để cho các bạn luyện tập, mình có một cái ví dụ ba, mình ví dụ nó là tôi biết một người, I know a person. Tôi biết một người sao ta có thói quen tập có thói tôi biết một người có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng đi ha, có thói quen là mix the habit of drinking coffee in the morning. Rồi các bạn hãy viết câu này lại bằng cách sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn đối với là danh từ chỉ người cộng vật in ha.